Đây là Trương Thế Vinh đóng vai Tôn Ngộ Không. Biết sao được mời đóng Tôn Ngộ Không không? Tại mặt có lông. Ây da. Vụ này hay nha. Câu kết quá chừng. Hổ cha cái thằng Tiến Lôi. Nó quăng nhẹ nhẹ thôi. Quất cái đụng mà. Để lao tôi cho người bục hệ để biết tay. Tiến Lôi. Trả thiết bản cho tao coi. Đây là một giấc mơ. Giấc mơ từ lúc mà Vinh mới coi được cái bộ phim này. Vinh nhớ là Vinh học lớp 1 thôi. À, hằng ngày, mỗi ngày, mỗi đêm Vinh đều muốn mình trở thành một lúc nhỏ hay cầm gậy, cầm đồ, múa rồi cùng bạn bè mà lúc nào cũng giành nhau với vai Tôn Ngộ Không này. Và hôm nay Vinh là người duy nhất có ước mơ thành sự thật. Tôn Ngộ Không. Mình đang nghiên cứu những cái bộ phim trước, những phim tâm sáu và mình nhận ra một điều là đây là một cái vai diễn mà nó thuộc về cái bản năng. Khi mình cảm nhận được cái nhân vật đầu tiên là một cái khung cảnh, cái hoạt động, cái hình sắc, cái như thế nào thì nó phải nhập vào trong cái cơ thể mình. Bởi khi mình diễn mình không thể nào kiểm soát được và tay chân mình nó phải như thế nào. Sau khi Ngộ Không đã thành kết quả nhưng mà cái tính ngạo mạn của Ngộ Không vẫn còn, cho nên đây là một cái kiếp nạn nữa. Một kiếp nạn này không hề có pháp luật, không hề có pháp luật, không hề có pháp luật, và như một người bình thường biết rõ thôi thì có rất nhiều cái gọi là khó khăn, thắc mắc khi làm cái bộ phim này. Nhưng mà vì sao thì mình cũng thích cái vai diễn này. Ngộ Không là một cái nhân vật mà gọi là nếu như không có phép thì ông ta cũng có thể đánh bằng tay chân rất là giỏi, kể cả không có thiết bản luôn. Thì là trong phim này thì Vinh phải thực hiện những cái pha đánh nhau tuy không nhiều nhưng mà nó phải không đơn giản là vừa chỉ đánh không thôi, mà nó vừa đánh phải có hình thể của một Ngộ Không, Tôn Ngộ Không. Thì cái khó khăn ở đây là bắt buộc Vinh phải nhớ cái bài võ đó thật sự là nhuần nhuyễn, để khi mà vào nó còn thêm cái gọi là cái hình thể của Ngộ Không nữa. Thì Vinh cũng tập luyện với lại Vinh chắc Thanh Đô Quốc Thịnh thời gian không nhiều lắm, nhưng mà thật sự là phải về nhà phải tập đi tập lại để có thể cho mình không cần phải nhớ tới cái động tác nữa. Và trong phim thì có những pha nhào lộn mà chắc chắn là Vinh làm không được, bởi vì Vinh nghĩ đây là một cái quá trình tập luyện của những các cadet, của những người học võ thuật từ rất lâu, và phải nhờ đến một anh cái vóc dáng cũng khá giống mình, và Vinh luôn bám sát khi mà anh ta làm những cái pha thế của Vinh, những cái pha nhào lộn, những cái hình thể nó phải khác khi một con người lộn, nó phải có một cái dáng nhất của một con khỉ. Và đến bây giờ thì Vinh cảm thấy rất là hài lòng với lại những cái pha hành động của các cadet. Tất nhiên một Tôn Ngộ Không thì chắc chắn không thể nào thoát ra cái cảnh là lông tóc thật đầy người. Cảnh này đa số trong cảnh trong phim thì là Vinh đều được biến thành một người, nhưng mà nó vẫn mang cái hơi thở của một con khỉ. Thì chỉ còn hai lông này với cái này, chỉ có nhiêu đó thôi nhưng mà rất là cực khổ các bạn biết không. Các bạn cứ tưởng tượng mỗi ngày các bạn phải dán cái này khoảng tầm 12 tiếng đến 16 tiếng. Yeah. Phải cứ hơi tí là phải ngồi vô quạt thôi, đồ để cho nó khô cái keo, không là cái này nó rớt ra rất là thê thảm. Và còn bộ đồ không biết sao phục trang mấy cái vải gì mà nóng chịu không nổi. Và trong cái điều thời tiết này thì đây là một sự rất là kinh khủng, rất kinh khủng. Các bạn thấy không, đây là cái màu mà áo nó bị ướt rồi đây, chứ không phải là màu nguyên bản của nó đâu. Khi mà Vinh mặc thêm bộ giáp của Tôn Ngộ Không vào nữa, thứ nhất là nó rất là vướng khi mà thực hiện những pha võ thuật và nó cực kỳ nóng. Thì khi mà nóng như vậy thì là cái lông trên mặt nó rụng rơi hết và cả đoàn là bị chờ. Đó là cái khó khăn lớn nhất khi mình thực hiện cái bộ phim này. Và thêm một cái nữa thì các bạn biết cái Ngộ Không thì lúc nào phải như vậy, thì cái lưng Vinh về là như là đau ê ẩm. Phải về mà đặt gối sau lưng nằm ngửa ra chứ không là nó không có cân bằng được. Vinh hy vọng nó sẽ đạt được một cái thành công nào đó để
lại ấn tượng nào đó cho lòng khán giả, và rất hy vọng là đừng có bị so sánh với những cái nhân vật huyền thoại trước đây. Khi mình nhắc tới Tôn Ngộ Không, Tây Du Ký, Đường Tâm Tạng, Ra Mắt Giới thì lúc nào mọi người cũng sẽ là đi chung với nhau, sẽ có những cái hành trình, những cái kiếp nạn, những cái gian khổ. Nhưng mà trong phim này thì hoàn toàn khác, mỗi nhân vật đều có một cái hoàn cảnh, một cái ngữ cảnh, tình huống khác. Và lần này thì Vinh, hoàn cảnh của Vinh là bị giam vào nhà phim điên. Nhưng mà nó tạo cho Vinh một cái hoàn toàn mới, một cái đất diễn, một cái không gian, một cái môi trường hoàn toàn mới, và những người bạn diễn, những cái nhân vật. Thì lúc đó là hai cái người mà diễn nhiều của Vinh nhất là anh Hoàng Mèo và Hứa Minh Đạt. Thì cùng lắm các bạn ơi, cùng chịu không nổi mà chịu chúng ta. Nhớ tất cả những cái kỷ niệm, những cái ngày ở trong bệnh viện tâm thần nhiệt đới thì đầu tiên là những cái cảm nhận về những con người ở trong đó. Khi vào đó thì mới thấy được là người ta mới đầu nhìn thì buồn cười lắm, mắc cười lắm, nhưng mà càng nhìn thì thấy người ta càng tội. Người ta thật sự là tận cùng của cuộc sống này. Người ta không biết thì người ta vô thức, người ta rất là đáng thương. Và những cái nhân vật mà đóng chung với Vinh, anh Hoàng, anh Đạt, hai anh ấy cũng có một cái sự đồng cảm với những cái người đó để diễn tả lại cái vai khùng điên điên đó, cho nên là đóng bao khùng, bao điên. Và cái phân đoạn các bạn sẽ khi được coi trong phim, một phân đoạn rất là đáng nhớ là phân đoạn khi mà mọi người tẩu thoát với nhau. Hãy xem cái phân đoạn này và các bạn sẽ thấy cái độ khùng của tất cả diễn viên trong cái phim này. Về cái gọi là phát triển cái câu chuyện. Còn ekip của chúng ta thì tất cả mọi người, tất cả các khâu đều rất là chuyên nghiệp. Các bạn hiểu là khi làm phim thì nó giống như một cái chiếc đồng hồ bên quan điểm. Thì mọi cái chi tiết của đồng hồ nó phải chạy rất là chuẩn thì tiết độ quay mới nhanh được. Thường thì một bộ phim điện ảnh thì họ sẽ trừ hao ra khoảng tầm 10 ngày đến 15 ngày để mà có thể quay phòng ngừa những ngày thì quay trễ lịch hay là quay bị trời mưa hay thì rất may mắn là phim này thì trễ có 2 ngày thôi. Đó là một ngày bị mưa và một ngày một số phân đoạn mà viết thêm. Rõ ràng đây là một cái ekip rất chuyên nghiệp và tiến độ rất là hoàn hảo. Những ekip ánh sáng, thay lai ánh sáng, quay phim, anh trưởng, anh nam và tất cả những diễn viên, tất cả những phục trang, makeup, PP makeup nha, người đã làm cho Vinh bộ lông này. Wow. Tất cả mọi người, tất cả từ những người hiện trường, từ những người thiết kế, từ những người makeup, âm thanh, ánh sáng, đạo diễn, diễn viên, tất cả mọi người đang cố gắng làm một tác phẩm hay nhất có thể với một kinh phí gọi là hạn chế trong các điều kiện của kinh tế của Việt Nam, và rất hy vọng đem lại một cái tác phẩm coi như là đáp ứng được cái giải trí cho tất cả khán giả yêu quý điện ảnh và ủng hộ điện ảnh Việt Nam. Và Vinh rất hy vọng là được tất cả mọi người ủng hộ và trên hơn hết là một người luôn cống hiến cho nghệ thuật. Vinh chúc quý vị sau khi xem cái phim này sẽ được một tràng cười coi như là từ đầu phim đến cuối phim, và vui vẻ và ủng hộ tất cả mọi người nhé. Thank you. Truyền thuyết kể lại rằng năm thứ 49, đời vua Tùy Văn Đế, tức năm 629 sau Công Nguyên, Đường Tam Tạng nhận được chỉ thị của Quan Thế Âm Bồ Tát lên đường sang Tây Trúc thỉnh chân kinh về phổ độ chúng sinh. Trên đường đi, với sự giúp sức của ba đồ đệ là Ngộ Không, Ngộ Năng và Ngộ Tịnh, trải qua 9 lần 9, 81 kiếp nạn, cuối cùng thầy trò Đường Tăng cũng đã thỉnh được chân kinh mang về. Nhưng đó là câu chuyện của 1.400 năm về trước, vì bây giờ đã là năm 2014. Đây là đâu vậy nè? Đào gì mà to quá? Tao thích giật đầu được không? Tất nhiên là hoa quả sơn thủy liêm động rồi. Chừng ta tới đồ đệ nằm trong tay chúng ta thì sẽ có cách ép được Đường Tăng ra. Chào đại thánh gia. Ừ ơi,
quy biện, lên phường giải thích. Một con người mà có đầy đủ thủ đoạn và quyền lực thì còn đáng sợ hơn yêu tinh nhiều. Khuyết điểm lớn nhất của ngươi là háo sắc. Tôi tố là yêu quái hả? Nếu mà chậm trễ, từ vật giới khó bảo toàn tính mạng. Ta đã đợi cơ hội này cả ngàn năm nay, nhất định không thể nào thất bại. Vậy đệ xin lỗi sư huynh và sư đệ, tại đệ mà ba anh em mình chuẩn bị chết chùm. Chỉ cần ba anh em các ngươi đồng lòng là không có gì là không thể. Dễ quá. Hằng Nga hơi già đúng không? Không, nhưng mà chỉ có điều Hằng Nga già sớm quá.